Trong tuần qua, 80 suất hỗ trợ từ chương trình Một Gia Đình Trợ Giúp Một Gia Đình của báo Sài Gòn Giải Phóng đã được trao đến 80 hộ khó khăn tại quận 6, quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Tân. Chị Trần Thị Thủy, nhà số 557-14-10, Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, làm nghề bán hàng rong, còn chồng làm bảo vệ. Chồng chị đột quỵ mất cách đây 2 tháng, bỏ lại chị với 3 đứa con. Nhà đang ở vẫn còn thiếu nợ ngân hàng chưa trả hết. Nhận phong bì hỗ trợ từ chương trình, chị Thủy nói lời cảm kích, nhưng gương mặt không giấu nổi nét lo toan. Danh sách trao hỗ trợ có khá nhiều hộ đang ở trong khu cách ly y tế, khu phong tỏa tạm thời. Đứng ở đầu hẻm 647 Thống Nhất, phường 13, quận Gò Vấp, nhân viên báo Sài Gòn Giải Phóng gọi điện cho bà Hà Thị Ngắm thì biết bà đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bà Ngắm bị ung thư phổi và xương, đã di căn. Và phần hỗ trợ lập tức được trao đến bệnh viện để gia đình có tiền đóng viện phí cho bà. Còn chị Trần Thị Kiều, 36 tuổi, trọ ở số F35, đường D3, phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết. Gần 2 tháng nay, cả nhà thất nghiệp, không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, không biết sẽ sống ra sao. Nay nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi cảm động và biết ơn hết sức. Em cũng là cảm ơn báo Sài Gòn Giải Phóng, như là bên đại quân hỗ trợ cho tụi em. Rất là cảm ơn chân thành đến báo Sài Gòn Giải Phóng. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ em trong việc này. Mọi họ cũng khó khăn thì đều nhận được hỗ trợ thì em rất là vui và cảm ơn. Hôm nay có báo Sài Gòn Giải Phóng có đến để trao quà cho nhân dân tổ 54D, khu phố 4, phường Tân Thứ Nhất, quận 12. Với số tiền tặng quà là 2 triệu cho một hộ dân. Đại diện cho tổ dân phố, tôi rất là cảm kích trước tấm lòng của báo Sài Gòn Giải Phóng và xin chân thành thay mặt bà con cảm ơn đến quý báo. Từ khi thực hiện chương trình, có nhiều bạn đọc đóng góp, dù lớn dù nhỏ, đều chan chứa tình yêu thương, nghĩa đồng bào. Chương trình sẽ là nơi tiếp nhận và chuyển trao tình yêu thương vô điều kiện đó. Trong tuần qua, ngoài đóng góp từ các cá nhân, bạn đọc, chương trình Một Gia Đình Trợ Giúp Một Gia Đình đã nhận được 100 triệu đồng từ Công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV. Từ ngày khởi động, ngày 21 tháng 8 đến nay, chương trình Một Gia Đình Trợ Giúp Một Gia Đình đã nhận được 145 suất hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp và nhiều bạn đọc hảo tâm.